Ngừng. Người tới rồi. Giữ yên. Mã Đức Nhật. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Chuẩn bị đánh. Có mai phục đánh không chịu tên nào. Lập thiết, chúng ta phải tìm cách phá dòng dây. Tôi dẫn người đi thu hút quả lực. Canh rút qua bên kia đi. Được. Lập thiết à, không sao chứ? Không sao. Hết đạn rồi. Quả lực của địch quá mạnh, chúng ta phải nghĩ cách thôi. Giao lưu. Được, đi. Các anh em, bọn chúng hết đạn rồi. Lên cho tôi. Trừ khử được một tên Di Mọi Trợ sẽ được thưởng 10 đại dương. Lên. 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 Ô Lực à, bọn chúng xông tới rồi. Các võ sĩ, mau xông ra. Không được. Đánh. Ẩn nấp. Có mai phục. Thiên Tuấn, dẫn người dòng ra sau. Các võ sĩ người Di ra trước. Rõ. Khoai tây, to mắt, mắt kính. Theo tôi. Rõ. Liễu trưởng, là Hồng Quân. Mặc kệ chúng lại, mau đánh cho tôi. Xông lên. Liễu trưởng, chúng ta hai mặt có địch rồi. Rút lui. Rút. Mau lên. Rút đi. Đội trưởng, bọn họ chạy rồi. Chúng ta đuổi theo đi. Không được. Mục đích chúng ta không phải là giết địch, mà là cứu người. Chúng ta mau tới chỗ túp lều, cứu các võ sĩ người Di. Đi. Người anh em Lạp Thiết, tôi biết trong lòng của anh khó chịu. Ba chàng trai trẻ anh Dũng này cũng là bạn chơi với anh từ nhỏ tới lớn. Bây giờ cứ như vậy mà ra đi. Món nợ này nhất định phải tính với Đặng Tú Đình.
Chờ chúng tôi cứu được con tin rồi, nhất định sẽ bắt chúng nợ máu trả bằng máu. Đứng lại, làm gì đó? Cử động là tôi nổ súng. Tôi muốn gặp trưởng quan Đặng. Nhanh vào thông báo một tiếng, tôi là sứ giả của thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan, Lạp Thiết. Chờ đi. Không phải người anh em Lập Thiết đây sao? Trưởng quản lý, tôi có lá thư của thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan, muốn giao cho chỉ huy Đặng. Được, nhưng lữ trưởng đã nói phải lục soát hai người thật là kỹ, không thể mang bất kỳ vũ khí nào vào trong. Lục soát, rõ. Đứng thẳng người lên. Được rồi, không có. Được, đi theo tôi. Lạp Thiết làm rất tốt, đã vào doanh trại rồi. Mau thông báo cho toàn đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần doanh trại bên trong phát tín hiệu là lập tức tấn công. Được, chuẩn bị chiến đấu, rõ. Mọi người nhanh tay đi. Đi thôi. Qua đây, mau mở cửa ra. Rõ. Vào trong đi, anh em của anh đang ở trong đó. Lạp Thiết, sao rồi? Không sao chứ? Không sao. Sao anh vào đây được vậy? Tôi hỗ trợ Hồng Quân vào đây cứu các anh. Anh này là một Hắc đại ca. Đại ca Lạp Thiết, chúng ta đã bị Đặng Tú Đình chặt trần, bây giờ phải làm sao? Chỗ này canh phòng rất nghiêm ngặt, anh đừng vì cứu chúng tôi mà cả mạng cũng không còn. Không sao đâu, có võ sĩ trong trại, còn có người của Hồng Quân nữa, họ đang bao vây bên ngoài. Một hồi nữa ra tay, mọi người đừng hốt hoảng, nghe tôi chỉ huy. Mộc Hấp đại ca, ra tay đi. Mọi người mau gom cỏ tập trung vào một chỗ. À, được rồi, nhanh đi. Đi. Một Hấp đại ca, đai lưng này đã thấm đầy dầu, dễ bốc cháy. Anh nhất định phải cẩn thận. Lạp Thiết phát tín hiệu. Hắc Nha theo tôi xông lên, những người khác trong đội yểm trợ phía sau. Rõ. Nhanh, mau la lên cứu mạng, đập cửa. Được. Cứu tôi với. Cháy rồi. Mau kêu người tới dập lửa đi. Làm gì vậy? Có ai không? Hồ cái gì? Cứu tôi với. Trật tự đi. Cứu tôi với. Có chuyện gì? Cháy rồi. Cháy rồi sao? Có chuyện gì trong đó vậy? Mau xem đi. Rõ. Người đâu, mau tới đây. Cứu tôi với. Làm gì đó? Người đâu rồi?
Người đâu? Mau tới đây, con tin chạy rồi. Rõ. Con tin chạy rồi. Con tin chạy rồi. Đuổi theo đi. Rõ. Xông lên. Hồng quân tới rồi. Giữ vững vị trí. Xông lên. Mau. Xông lên đi. Lên. Xông qua bên kia đi. Đi. Lữ trưởng, có chuyện lớn rồi. Con tin chạy rồi, Hồng quân đánh vào đây. Chúng ta rút lui đi. Rút gì mà rút? Con tin chạy mất là chúng ta cũng tiêu đời. Xông lên. Cậu đi vòng qua bên kia. Tôi tấn công từ bên này. À, được. Một hấp đại ca, tôi còn sao? Cậu mau chạy đi. Mau. Chạy mau. Một hấp đại ca. Một hấp đại ca. Chạy mau đi. Tôi không đi. Chạy mau đi. Mộc Hắc đại ca, muốn đi thì cùng đi, muốn chết cùng chết. Cậu mau chạy đi. Chạy đi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV.
muốn chạy đi đâu? Đặng Tú Đình, mày là tên súc sinh, giờ thì chạy đi, chạy thử xem nào. Lý Đức Ngũ, tới đây, bắt hắn lại đi. Rõ. Dẫn hắn đi. Lên. Trói hắn lại đi. Qua đây. Mau lên. Lên. Đứng yên, tất cả đứng yên, cầm nhúc nhích, bỏ xuống xuống mau. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Ra đi. Liệu trưởng, anh thật cao minh, đã cho đào đường hầm từ doanh trại ra đây. Anh đề phòng đúng là chu đáo thật. Cậu đừng có định hót nữa, đã là lúc nào rồi. Tôi cảm thấy càng về lúc này càng phải phấn chấn tinh thần lên. Chúng ta hiện giờ đi hướng nào? Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Đi hướng Tây, đến Xá La tôi sẽ tự có cách. Vậy chúng ta đi. Đi, đi, đi. Nào, để xuống đi, kiểm tra kỹ vào. Được rồi, kiểm tra hết đi. Tìm cả buổi trời vẫn không thấy đi pha đâu. Tham mưu Hồng,
Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi rồi, không thấy Difa. Không thể nào. Chạy đi đâu được chứ? Họ có thể giấu né ở đâu? Đội trưởng, có tình huống. Đội trưởng, anh nhìn đi. Hai tên đó trốn ra từ chỗ này, chắc dẫn theo đi pha rồi. Hắc nha, cùng tôi xuống dưới. Rõ, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Minh Thành, nhóm tham mưu Hồng và tiểu đội trinh sát đã cùng nhau tấn công doanh trại, cướp được phần lớn con tin. Đặng Tú Định và Lý Đức Ngũ chạy thoát sao? Đúng vậy, chạy rồi. Hơn nữa em trai Ly Pha của tiểu Diệp Đan cũng mất tích. Nếu với tham mưu Hồng, lập tức đưa con tin về, lên cho tiểu đội phải dốc toàn lực, nhất định phải tìm được tung tích của Ly Pha. Được, tôi đi sắp xếp ngay. Lý Đức Ngũ, tôi không đi nổi nữa. Tôi mệt chết đi được à. Anh làm gì đó? Tôi đau chân. Đau chân? Chân anh gãy cũng phải đi cho tôi. Tôi cho anh biết, nếu anh không đi, tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Đứng lên đi. Tôi không đi, mau đứng lên. Đứng lên cho tôi. Đứng lên. Đi. Có điện báo. Tình hình ở Trấn Đại Kiều và Ninh Thự hiện nay cơ bản là như vậy. Chúng ta cần phải Nhuân Chi, có tin tốt. Anh xem đi. Đội tiền trạm gửi điện báo, họ đã phái đại đội lên núi chặn đánh Đặng Tú Đình. Phần lớn con tin người Di đã được giải cứu. Quá tốt rồi. Nếu với Minh Thành, nhất định phải tiếp đãi thật tốt những con tin người Di này. Họ trong tay của Đảng Quốc Dân chịu khổ nhiều rồi. Chúng ta phải để cho họ biết thái độ của Hồng quân chúng ta đối với họ như thế nào. Đáng tiếc là Đặng Tú Đình đã chạy thoát, còn dẫn theo em trai Nifa của thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Hiện tiểu đội trinh sát vẫn ở lại trong núi, tiếp tục truy tìm tung tích của Đặng Tú Đình. Liêu Minh Thành đã hạ lệnh, bằng bất cứ mọi giá phải cứu được em trai của Tiểu Diệp Đan quay trở về. Đặng Tú Đình này là cùng đồ mạt lộ. Hắn vọng tưởng nếu có được em trai của Tiểu Diệp Đan thì có thể ngăn cản chúng ta đàm phán với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Đúng là mơ mộng hão huyền. Cuối cùng cũng có một bắt đầu không tệ. Nghĩ cách giải cứu con tin người Di là một bước đi quan trọng trong chính sách dân tộc của chúng ta. Tôi tin tưởng với chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết và hỗ trợ, chúng ta sẽ đàm phán thành công, dọn đường cho toàn quân. Có lẽ nên lệnh cho Lưu Minh Thành đưa con tin người Di về Trấn Đại Kiều, sau đó chống trống khu chiên, đưa người về trại Di. Còn phải kêu quân y của chúng ta xem cách vết thương của họ, giúp họ điều dưỡng thân thể. Được. Ân Lai, nào, leo lên. Cẩn thận, tình hình sao rồi? Hai chúng tôi đi một lúc lâu mới hết đường hầm này. Đường hầm này dài khoảng nửa dặm, cửa ra đầu bên kia là ở dốc núi bên cạnh. Không thấy bóng dáng của Đặng Tú Đình. Theo tình hình này cho thấy, chắc chắn Đặng Tú Đình và Lý Đức Ngũ đã dẫn theo Nifa chạy trốn. Tư lệnh gửi điện báo, lên cho tiểu đội trinh sát tiếp tục đuổi theo, nhất định phải cứu được Nifa trở về. Rõ, tôi lập tức tập hợp đội ngũ, lập tức xuất phát. Đi, mọi người cẩn thận. Rõ. Tùng Lâm, tư lệnh lệnh chúng tôi hộ tống con tin về tới Ninh Thự, nhất định phải bảo đảm an toàn cho các con tin. Bằng không, hôm nay chúng ta chỉ đánh uổng công. Yên tâm, tôi sẽ xếp ngay. Đi mau.
Đi. Cảm ơn. Ngồi đi. Mộc Háp đại ca hy sinh, tôi biết trong lòng của anh rất buồn, rất khó chịu. Anh ấy là vì cứu Ni Pha mới hy sinh. Đội trưởng Trần đã sắp xếp xong xuôi rồi, sẽ an táng Mộc Háp đại ca theo nghi thức mai táng của một chiến sĩ Hồng Quân. Mộc Háp đại ca tham gia Hồng Quân vì sự nghiệp Hồng Quân mà hy sinh. Cô có thể nói với đội trưởng Trần một tiếng, tâm nguyện lớn nhất của Mộc Háp đại ca trước khi hy sinh là được mặc quân phục Hồng Quân. Nếu như có thể, hãy thực hiện tâm nguyện này của anh ấy. Yên tâm đi, tôi sẽ nói với đội trưởng Trần. Thì gì? Cô có biết không, đánh trận sẽ chết rất là nhiều người. Có lẽ có một ngày cô và tôi cũng không còn. Tôi biết chứ. Thiên Tuấn đã nói với tôi, khi tôi tham gia Hồng Quân chính là luôn chuẩn bị có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Đi đánh trận, đàn ông có thể tự chiến xa trường là chuyện thường tình, nhưng con gái cũng như vậy. Thì thật không nên. Trên chiến trường không phân biệt nam nữ, chúng ta đều là chiến sĩ Hồng Quân như nhau. Được, lát nữa tôi sẽ đi tìm đội trưởng Trần, chính thức xin gia nhập Hồng Quân. Anh ấy đã hứa rồi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Cảm ơn anh đã chuộc vòng tay về cho tôi. Vòng tay mẹ cô để lại cho cô rất đẹp. Lữ trưởng, hay là chúng ta nghỉ một chút đi, đói quá. Buổi sáng chàng có một chén cháo thôi, không chịu nổi nữa. Ráng đi. Nhưng nếu cứ vậy hoài, tới sáng ngày mai chúng ta chết đói trên núi luôn đó. Xem tên nhóc này trên người có gì ăn không. Hả? Xem trên người hắn có gì ăn không. Để tôi xem. Đưa tôi xem thử. Quay lại đi. Nghe lời đi. Anh còn tránh tôi đánh anh đó. Thật sự có nè. Kiều Mạch, Kiều Mạch, tới phía trước tìm một chỗ nghỉ chân. Đi. Có thứ này ăn là tốt rồi. Đi. Lập Thiết, hai con đường này là sẽ đi về đâu? Đường ở bên trái, sau khi đi qua hai đỉnh núi là có thể ra đường lớn để tới trấn Lô Cô. Còn đường bên phải sẽ đi thẳng về Xá La. Hướng Lô Cô là sẽ đi vòng về. Nhất định Đặng Tú Đình không đi vòng về đâu. Vì hắn chỉ còn một khả năng là hướng về phía tây Xá La để tụ hợp với các đại đội của hắn. Chúng ta phải nhanh chóng đi theo hướng Xá La. Nhất định trước khi hắn kịp tụ hợp với đại đội, phải bắt được hắn. Đi, mau đuổi theo, đi, mau. Lý Đức Ngũ, ngồi đây nghỉ chút đi. Được rồi, quá tốt rồi. Qua đây. Đứng thẳng lên. Cậu đi lấy chút nước đi. Giao cho anh nè, Lữ trưởng. Cột hắn lại đi.
Lữ trưởng, anh làm tôi sợ chết đi được à? Tôi còn tưởng anh bỏ tôi nữa chứ. Sao tôi bỏ cậu được? Tôi chỉ đi tìm xem có gì ăn không thôi. Có được gì không? Kết quả là không có. Không có sao? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Người đâu? Đúng vậy, người đâu? Cậu hỏi tôi hả? Tôi kêu cậu trông chừng hắn mà cậu không trông chừng được sao? Hả? Tôi... Người đâu? Tôi cũng đâu có biết người chạy đi đâu. Vậy nãy giờ anh làm gì? Tôi đi lấy nước. Ai kêu anh đi lấy nước vậy hả? Lữ trưởng, không phải anh kêu tôi lấy nước sao? Tôi sao? Vậy sao bây giờ anh mới chịu quay về? Tôi đi lấy nước. Tôi phải đi tìm nơi có nước để lấy. Đừng nói nhảm nữa, mau đi tìm người đi. Quay lại. Đi qua đó làm gì? Không phải là tìm người sao? Chạy đi đâu vậy? Đuổi theo đi. Quay về. Anh quay về đường cũ cho tôi. Chắc chắn hắn quay lại đường này. Mau đuổi theo. Được rồi, đuổi theo. Đồng Hương, cứu tôi với. Mau cứu tôi với Đồng Hương. Đồng Hương, anh sao vậy? Tôi dừng bãi tử, lẹm ra của quả cơ tiểu diệp đan. Tôi tên quả cơ Nifa. Tôi bị đưa tới chi ca lý làm con tin, rồi bị bắt tới đây. Tôi khó khăn lắm mới chạy trốn được. Anh có thể kể trói cho tôi được không? Nhà tôi sẽ báo đáp cho anh. Người nào đuổi theo anh? Đặng Tú Đình. Đặng Tú Đình. Người đang ở đâu? Hắn bên kia. Thật là đúng lúc. Tôi cũng đang muốn tìm ông ấy. Làm phiền anh dẫn đường. Đi. Ẩn nấp. Ai đó? Ra đây. Không ra tôi nổ súng. Chú ba. Là chú sao? Ra đây. Chú ba, đừng nổ súng. Tôi là Tử Chân. Đừng nổ súng. Chú ba, đứng yên. Để đi pha qua đây. Qua đây. Mau. Chú ba, sao cậu chạy tới đây? Cứ điểm của con bị phát hiện rồi. Còn như lúc xáo trộn chạy tới đây. Con tới Ưng Chuyển Nha tìm hai người. Tới đó phát hiện bị Hồng Quân chiếm rồi. Con đoán là hai người sẽ trốn xuống đường hầm chạy ra ngoài, nên con theo đường này đuổi theo. Được. Tới là tốt rồi. Như vậy đi, chúng ta cùng hợp nhau, tiếp tục tiến về hướng Xá La. Đi thôi. Nhanh. Tử Văn,
Tối nay chúng ta tạm thời ở đây nghỉ ngơi đi. Được. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Mau. Nè, màn thầu ăn ngon không? Coi như cũng cầm cự được một lúc. Đoàn trưởng Lý, anh nhìn chú ba của tôi đi. Người ta đi đường cả ngày trời, chẳng ăn được thứ gì. Chỉ có vài cái bánh màn thầu thôi. Anh ăn hết một nửa là quý vị đây. Tôi đói mà. Bình thường ăn thịt cá quen rồi, không thấy đói bụng gì hết. Cơm bụng trống chạy vòng vòng trong núi, chút thịt thà cũng không có nên dễ đói bụng lắm. Tôi nói cho anh biết, đây là khẩu phần lương thực của ba người chúng ta. Chúng ta còn phải đi 2-3 ngày nữa. Anh tự xem mà làm đi. Tôi biết rồi. Liễu trưởng, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Chuyện gì? Anh ngồi đi. Tôi thấy chúng ta cứ đi như vậy cũng không phải là cách. Cậu nói nghe xem. Anh nghĩ đi. Tới Xá La còn phải đi thêm 2 ngày đường nữa. Chúng ta cứ mang theo tên người Chi mọi rợ này. Nếu vậy tiểu đội Hồng Quân với võ sĩ người Chi chắc chắn sẽ đuổi kịp. Nếu bọn họ thật sự đuổi kịp, thêm Tử Văn là có 3 ngày, 3 tay súng cùng hơn 10 viên đạn, hoàn toàn không đánh được họ. Không chịu nổi được 10 phút. Ý của cậu muốn nói là tôi có 2 cách. Nói nghe thử. Cách thứ nhất là thả hắn đi. Anh nghĩ đi, tiểu đội Hồng Quân và võ sĩ người Di chủ yếu là đuổi theo hắn. Chúng ta bỏ hắn lại là sẽ an toàn ngay. Còn cách thứ hai, cách thứ hai là làm vậy nè, Liễu trưởng. Đó chính là hiện giờ tiểu đội Hồng Quân và võ sĩ người Di đang theo đuổi chúng ta rất là gắt gao. Với tình hình của chúng ta hiện nay, nếu không cẩn thận là bị chúng bắt ngay, đúng không? Cho dù không bị bọn họ bắt được thì Xá La xa như vậy, chúng ta cũng không còn đủ đồ ăn. Chỗ Tử Văn chỉ còn 3 cái màn thầu. Tôi đếm rồi, 4 người chúng ta mỗi người chưa tới được 1 cái. Nếu anh cứ tiếp tục, chỉ có vừa mệt vừa đói. Mấu chốt là sức khỏe của anh. Thời gian không tha cho một ai. Tôi sợ anh chịu không nổi. Nhưng mà Lữ trưởng yên tâm đi, tôi có nghe ngóng rồi. Hồng Quân hiện giờ có chính sách ưu đãi tù binh, không giết còn cho ăn cơm. Vậy nên mới nghĩ tục ngữ nói rất đúng: giữ được núi xanh, không sợ thiếu củi đốt. Chúng ta giữ được mạng mới là điều quan trọng nhất. Theo như lời của cậu nói thì tiếp theo chúng ta nên xuống núi đầu hàng. Anh thấy sao? Liễu trưởng, Lý Đức Ngũ có. Cậu là tên khốn kiếp. Liễu trưởng à, Liễu trưởng, Lý Đức Vũ, cuối cùng là cậu muốn gì đây? Không phải Liễu trưởng ơi, nghe tôi nói đi. Chúng ta chờ quân trưởng phái binh tới tiếp viện. Chúng ta nghĩ cách bỏ trốn. Cái tình xấu xa này không ra gì. Chú ba bình tĩnh đi. Chú ba bình tĩnh đi. Bất giận đi, bất giận. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là phải trốn thoát. Người nhà không thể gây tổn thương cho nhau. Phải đó. Từ bây giờ trở đi, nếu cậu còn dám nói với tôi chuyện đầu hàng thì coi tôi làm gì cậu. Chú ba. Chẳng phải tôi lấy đại cục làm trọng hay sao? Đi lượm củi đi. Đội trưởng, anh vẫn chưa ngủ à? Ngủ không được nên mới ngồi dậy một lát. Vậy để tôi trò chuyện với anh. 2 ngày nay tôi rất khó chịu, không dám khẳng định chúng ta có đi đúng hướng hay không, có đúng thật không. Nếu lỡ như Đặng Tú Đình không đi theo hướng này, vậy thì phiền phức lớn rồi. Đội trưởng, tôi thấy không cần phải khẩn trương quá đâu. Anh nhìn đi, Đặng Tú Đình là hoảng hốt chạy trốn. Hắn chắc chắn có thể chạy về Xá La thôi, nơi khác sẽ không có chỗ trốn. Phương hướng chắc chắn không sai đâu.
Càng vào những lúc nguy hiểm, càng không thể khinh địch. Đặng Tú Đình là kẻ gian xảo, hắn đối với địa hình vùng này là vô cùng quen thuộc. Nếu lỡ hắn làm rối tầm nhìn của chúng ta, vậy chúng ta phí công vô ích rồi. Đội trưởng à, anh nói rất đúng. Lạp Thiết, anh cũng chưa ngủ à? Tôi cũng không ngủ được, cũng nghĩ tới chuyện của Đặng Tú Đình. Lạp Thiết, anh có cách nào tốt hơn không? Nếu Đặng Tú Đình là đi con đường này, tôi thật sự có biện pháp đuổi kịp hắn. Là biện pháp gì? Đi dọc theo con đường nhỏ, tiến thẳng về phía đông, tiến lên núi sẽ gặp được một đường khác. Đường này không dễ đi, lại còn có một vách núi treo leo. Nhưng mà chỉ cần đi qua được ngọn núi đó thì sẽ giúp chúng ta tiết kiệm hơn nửa ngày đường. Như vậy chắc chắn sẽ đuổi kịp Đặng Tú Đình. Con đường này anh đi qua chưa? Đi rồi, lúc đi săn tôi vẫn thường xuyên đi qua. Vậy thì quá tốt, sáng sớm mai chúng ta lập tức xuất phát, đi theo đường nhỏ để đuổi kịp Đặng Tú Đình. Vấn đề không lớn, là phổi bị viêm nhiễm. Uống thuốc này mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà đồng thời cũng phải chú ý bồi bổ cơ thể. Cảm ơn bác sĩ Đường, đem thuốc qua đây, đưa cho tôi. Dạ đây. Thuốc này anh bắt đầu uống từ hôm nay. Tới ngày mai, triệu chứng của anh sẽ giảm lại. Bác sĩ Đường, tư lệnh. Tình hình sao rồi? Đã kiểm tra rồi, là phổi lây nhiễm nên mới bị viêm. Nhưng mà chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là không thành vấn đề. Chúc cậu sớm ngày bình phục nha. Cảm ơn Hồng Quân. Cảm ơn chị Quân Y. Ngày mai các cậu đã có thể trở về đoàn tụ với người thân rồi. Thật vậy sao? Tôi có thể gặp cha tôi à? Đương nhiên. Sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ cho người đưa hai cậu lên núi. Đoán chừng tới buổi trưa hai cậu có thể ăn cơm cùng với người nhà rồi. Vậy thì hay quá. Sau khi trở về giúp tôi giải thích với người nhà của các cậu. Nhớ là phải nói cho họ hiểu rằng Hồng Quân chúng tôi là đội ngũ như thế nào. Nói với mọi người Hồng Quân chúng tôi và các anh em người Di trong đất nước này đều là người một nhà. Chỉ có phái phản động và chính phủ phản động mới là kẻ thù của chúng ta. Đã rõ chưa? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đây là thông báo của Hồng Quân chúng tôi. Nhờ cậu mang về nhà cho người nhà xem qua. Đọc một chút. Trên này có viết rất rõ ràng, Hồng Quân chúng tôi là đội ngũ có kỷ luật quân đội vô cùng nghiêm minh, là anh em của người Di. Cuộc sống của Hồng Quân chúng tôi cũng khá gian khổ. Mọi người chẳng có được bao nhiêu tiền. Đây là phần trợ cấp của tôi. Hai cậu lấy hai đồng bạc mua ít đồ mang về cho người nhà, coi như thể hiện một chút tâm ý. Xin nhận cho. Cái này cầm đi. Được. Chúc hai cậu ngày mai lên đường bình an. Xin cảm ơn. Anh chậm thôi. Bên kia, đi. Hôm nay, việc liên hệ với thủ lĩnh người Chi cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Chúng tôi tìm được Trần Chí Hỷ, là đảng viên bí mật của công quỹ bí mật Ninh Thự. Anh ấy với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan là anh em kết nghĩa. Hiện giờ, anh ấy đang lên núi tìm thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Đoán chừng ngày mai sẽ có tin. Tốt. Dưới sự cố gắng của các anh, có thể tiếp xúc được với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan đúng là bước tiến không nhỏ. Trong đêm vẫn gọi anh đến đây là muốn cùng nhau nghiên cứu bước tiếp theo trong công tác bố trí. Chủ tịch à, anh nói đi. Tình thế trước mắt là rất nghiêm trọng. Tưởng Giới Thạch đã cho trọng binh canh giữ tại sông Đại Đô, chỉ chờ tiêu diệt hết chúng ta. Hai lộ quân Tiết Nhạc đã vượt qua Đức Xương. Hiện giờ chỉ cách quân đoàn chính một ngày đường. Trước mắt việc đi đường nhỏ qua khu người Chi vẫn chưa rõ. Cho nên chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ý của chủ tịch là... Ý của chủ tịch
là phải phòng ngừa chu đáo. Một mặt vẫn tận lực tìm cơ hội để tiến lên phía Bắc qua sông Đại Đô cùng phương diện quân Hồng tứ hợp quân, mặt khác cũng lo chuẩn bị phát triển lực lượng vũ trang địa phương, thành lập căn cứ địa, triển khai chiến tranh du kích. Tôi hiểu rồi. Muốn thành lập căn cứ địa sẽ có rất nhiều việc cần phải hoàn thành: chọn ra cán bộ, tổ chức chính quỹ, thành lập tổ chức địa phương, vân vân. Những chuyện như vậy cần phải sớm sắp xếp cho tốt. Còn nữa, chúng ta phát triển lực lượng vũ trang địa phương tốt nhất là đừng dùng tới danh hiệu Hồng quân, mà hãy chọn ra một danh hiệu nổi tiếng ở đó. Chủ tịch, lúc chúng tôi tiến vào Ninh Thự, có nghe đồng chí bên đảng ngầm nói rằng người dân ở huyện thành Ninh Thự từng đốt cháy huyện nha cùng các sổ sách nộp thuế, thành lập hẳn một lực lượng nhỏ ngay tại địa phương, lấy tên là đội quân chống nộp thuế. Tôi đang nghĩ nếu thành lập lực lượng vũ trang địa phương có thể lấy tên này hay không. Đội quân chống nộp thuế, đội quân chống nộp thuế, hình như tôi từng nghe nói tới. Có thể cân nhắc. Đội quân chống nộp thuế ra đời là thuận theo ý chân, phù hợp với yêu cầu của quần chúng, sẽ tạo được tiếng vang. Nhưng mà phải chú ý hai điểm. Điểm thứ nhất, đội quân chống nộp thuế phải là lực lượng vũ trang dưới sự lãnh đạo của đảng. Điểm thứ hai, đội quân chống nộp thuế phải trực thuộc quỹ ban mới thành lập và quỹ ban lãnh đạo cách mạng. Được. Tiếp theo chúng ta cùng nghiên cứu một chút về việc tuyển chọn cán bộ và các vấn đề tổ chức trong đội. Được. Quân trưởng, trễ vậy rồi chưa ngủ sao? Quân trưởng, Dương Trạch Tuấn ở Phú Lâm gửi điện khẩn. Dựa theo quan sát của đội quân giám sát mà Dương Trạch Tuấn phái đi, quân cách mạng ở sông Đại Đô bắt đầu có di chuyển, hình như đang dịch chuyển về phía Tây. Nhóm Chu Mao Hồng này đang làm trò gì vậy? Có phải là sau khi trinh sát xong, bọn chúng cảm thấy binh lực không đủ? Nếu qua sông, ở vị trí thôn Đại Thụ sẽ khó khăn, nên muốn đổi sang nơi khác qua sông. Cũng có khả năng này. Vậy tình huống này có báo với lão Tưởng hay không? Khoan nóng nảy, quan sát thêm một ngày, báo cho Dương Trạch Tuấn giám sát nghiêm ngặt động tĩnh ở bờ bên kia, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ý của anh là quân cách mạng bắt đầu muốn qua sông? Không phải là không có khả năng này. Chỉ huy của quân cách mạng ai cũng lợi hại. Mấy chuyện Dương Đông kích Tây này cũng đâu phải là chưa từng diễn ra. Chúng ta không thể mắc bẫy chúng. Tôi hiểu rồi. Tìm gì vậy? Tử Văn, chưa ngủ à? Tôi hỏi là anh đang tìm cái gì vậy? Tôi đói quá. Ban ngày chưa ăn no sao? Đúng vậy. Cứ màn thầu không, chẳng có chút thịt gì thì hoàn toàn không chịu nổi. Cũng phải, tôi cũng đói bụng. Cầm theo bánh bao, chúng ta qua kia ăn đi. Được. Đi. Đi. Lạp Thiết, đã trễ rồi, sao còn chưa ngủ? Tôi không ngủ được, muốn tới gặp anh nói chuyện vài câu. Được, ngồi đây nói chuyện đi. Là rượu bắp, uống một ngụm đi. Tôi không uống rượu, đang canh gác mà. Khuya rồi sao anh không ngủ đi? Anh ra tìm tôi nói chuyện gì?
muốn tâm sự với anh về Thi Di. Vậy anh nói đi. Thi Di là cô gái tốt, thân thế cũng rất tội nghiệp. Sau khi quế trốn đi, đã được hai người cứu. Một người là tôi, một người là anh. Mà hai người này đều thích cô ấy. Nè, khoan đã. Rõ ràng là anh thích cô ấy. Đừng có kéo tôi vào. Tôi xem thường người đàn ông như anh. Đàn ông người như chúng tôi dám yêu dám nhận. Thích thì nói thích, có gì đâu mà phải ngượng ngùng. Vậy được rồi, tôi thích Thi Di đó. Thì sao? Như vậy mới phải. Hiện giờ Thi Di là chiến sĩ Hồng Quân, tôi cũng là chiến sĩ Hồng Quân, anh cũng là chiến sĩ Hồng Quân. Ba người chúng ta đều là chiến sĩ Hồng Quân. Ba người chúng ta là bình đẳng, là chiến hữu. Tôi nói nghe nè, hai chúng ta đều có quyền theo đuổi cô ấy. Nhưng mà cuối cùng cô ấy có thể kết hôn với ai là do ông trời an bài. Chúng ta không thể được hận đối phương đâu đó. Lạp Thiết, anh vừa tham gia Hồng Quân, có rất nhiều chuyện anh vẫn chưa rõ. Trong đội ngũ cách mạng, việc kết hôn phải được phê chuẩn. Không phải ai thích ai là có thể kết hôn ngay. Với lại chuyện kết hôn này là phải có điều kiện phù hợp. Đây là quy định. Phê chuẩn là ai phê chuẩn? Đương nhiên là lãnh đạo cấp trên phê chuẩn. Thôi trễ rồi, anh mau về chỗ ngủ đi. Đừng có đây suy nghĩ lung tung nữa. Trong đội ngũ Hồng Quân, chỉ cần anh biểu hiện tốt, anh dũng giết địch, anh thích cô gái nào, cuối cùng cô gái đó nhất định sẽ thuộc về anh. Hóa ra là như vậy. Phải biểu hiện tốt, đúng. Còn phải được phê chuẩn, đúng. Anh mau về ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường nữa. Được rồi, tôi về ngủ đây. Để rượu lại cho anh đó. Nè, đem rượu của anh đi, tôi không thể uống được. Uống rượu cũng phải được lãnh đạo phê chuẩn sao? Đây là kỷ luật mà. Nói về việc kết hôn là hai chuyện khác nhau. Hai chuyện khác nhau. Ừ, hai chuyện khác nhau. Đói bụng quá. Trên đường chúng ta tới Xá La, lương thực quả thật không đủ. Không phải quá rõ ràng rồi sao? Chỉ có mấy cái màn thầu thôi, đâu đủ chúng ta chia nhau ăn. Đường lại xa như vậy. Chú ba cậu đúng thật là không hiểu cái gì hết. Hay cậu khai sáng cho anh ấy đi. Nhắc tới chuyện này tôi mới nhớ, Tử Văn có câu này tôi cần nói với anh. Nói đi. Tôi thấy hai chúng ta xuống núi trước đi. Anh nói hai chúng ta, đúng rồi. Anh nhìn đi. Đây là thủ hạ của tôi, đem từ trấn Lô Cô về đây cho tôi. Hồng Quân truyền đơn, trên này cũng viết rõ ràng. Anh đọc đi. Hồng Quân ưu đãi tù binh, chỉ cần bỏ vũ khí đầu hàng, có cơm ăn, có giường ngủ, ai muốn về nhà thì cho lộ phí. Nhưng mà nếu hai chúng ta bỏ đi, vậy chú ba của tôi làm sao? Thật ra là như vậy, hai chúng ta xuống núi trước, tới Thành Ninh Thự đầu hàng. Sau khi đã đứng chừng ở Thành Ninh Thự rồi, chúng ta quay lại đó nấy cũng được mà. Ý này không tệ nghe. Thì đúng rồi. Không được. Mấy ngày chúng ta bỏ đi, chú ba tôi ăn cái gì đây? Tôi đã nghĩ tới rồi. Màn thầu của tôi với anh đều để lại cho anh ấy. Vậy làm sao mà chết đói được? Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Phải. Ý kiến rất là thông minh. Chỉ có anh mới nghĩ ra thôi. Tử Văn, thật ra tôi cũng lấy đại cục làm trọng thôi. Chú ba của cậu không hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Chú ba.
Vừa rồi con sợ đánh thức chú nên không dùng súng. Hắn có ngày hôm nay cũng là do mình tự tìm lấy. Mau tranh thủ ngủ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát. Đi nhanh đi, mau. Nào, nhanh lên. Đây, đưa cho tôi. Hành đứng ngoài này canh chừng nha. Được rồi. Chào chị dâu. Người anh em Chí Hỷ, sao lại lên tận đây vậy? Lâu rồi tôi không lên núi. Tôi tới thăm người anh em Tiểu Diệp Đan. Anh mau vào nhà đi. Được rồi. Cha tụi nhỏ à, anh xe máy tới chơi nè. Mình vào trong. Xin mời, người anh em Chí Hỷ là ở nhà làm, nếm thử đi. Được rồi, cảm ơn. Thủ lĩnh mời. Người anh em Chí Hỷ, hiếm khi anh tới trại của chúng tôi, thật sự rất vui. Mời, được, mời thủ lĩnh. Quán trừ của anh buôn bán sao rồi? Vẫn tốt. Người anh em Tiểu Diệp Đan, hôm nay tôi tới thật ra là nhận lời quỷ thác của người ta tới đây tìm anh. Là quỷ thác quay, là thủ trưởng Hồng Quân ở thành Ninh Thự. Phim được dịch, thuyết minh vì các quản gia. Ông ra ngoài canh cửa đi. Không có lệnh của tôi, bất luận ai cũng không được phép vào đây. Tôi hiểu rõ. Người anh em Chí Hỷ, anh nói đi. Là thủ trưởng đội tiền trạm Hồng Quân nhờ tôi lên đây tìm anh. Mục đích thực sự họ vào thành Ninh Thự là muốn đi qua khu di của các anh, để đi vào đường nhỏ rồi qua sông Đại Đô, sau đó lên Bắc Thượng chống Nhật. Họ biết rõ người Di ở núi Đại Lương có quy tắc, chưa được thủ lĩnh các nhà cho phép, người ngoài không được đi qua khu Di. Cho nên nhờ tôi lên núi để đàm phán với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Hồng Quân có bao nhiêu người muốn qua khu Di? Trước sau phải là mấy chục ngàn người. Sao vậy? Thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan đối với chuyện này vẫn còn lo lắng sao? Tony từng nói với chúng tôi, không được để cho người Hán đi qua khu vực người Di, nếu không tổ tiên sẽ trừng phạt chúng tôi. Hy vọng là anh em Tiểu Diệp Đan không nên tin vào những lời bịa đặt mà đảng quốc dân tung ra để mê hoặc lòng dân. Hồng Quân là quân đội tốt nhất trên đời này. Họ là vì người nghèo khổ mà đi đánh khắp thiên hạ. Hồng Quân và người Di cũng là người một nhà. Nếu như người anh em Tiểu Diệp Đan vẫn chưa tin, vậy thì anh tự mình xem vậy. Mời thủ lĩnh xem. Đây là thông báo của Hồng Quân mà Tổng Tư lệnh Chu Đức tự mình ký phát. Trên đó đã viết rất là rõ ràng thái độ của Hồng Quân đối với người Di. Thông báo này đã dán khắp nơi, từ Hội Lý đến Ninh Thự, trong phố lớn ngõ nhỏ, bà con dưới núi đều biết Hồng Quân và người Di là người một nhà. Tôi có thể biết người phái anh lên núi vì trưởng quan Hồng Quân này tên là gì không? Anh ấy là tư lệnh đội tiền trạm Hồng Quân Lưu Minh Thành, cũng là người Tứ Xuyên chúng ta. Chúng ta với anh ấy là đồng hương.
Nhờ anh chuyển lời tới tư lệnh Lưu, mong tư lệnh cho tôi một ngày thời gian cân nhắc. Trước tối ngày mai tôi sẽ cho người này câu trả lời. Được rồi, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Đội trưởng, sao vậy? Phía trước phát hiện một thi thể, qua xem đi. Mau, nhanh đi. Hắn là tay chân của đảng Tú Đình, đoàn trưởng Lý Đức Ngũ. Không sai, hắn chính là Lý Đức Ngũ, cũng là tên xấu xa nhất. Hắn không phải bỏ chạy cùng với đảng Tú Đình sao? Chỉ có một khả năng, giữa chúng có xảy ra mâu thuẫn, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Có lẽ là ở ngay phía trước không xa. Nhanh, chúng ta tăng tốc đi. Mau, nhanh đi, đi. Đi qua, đi qua, tôi ở đây. Lạp Thiết, đừng làm con tin bị thương. Thiên Tuấn to con, bọc đánh bên cánh phải, rõ. Khoai tây hắt nha, mau theo tôi, rõ. Đi. Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Kim TV. Lại đây, có giỏi thì bắn đi. Tôi nói thả nấy ra. Các người còn nổ súng tôi sẽ bắn hắn. Lại đây. Lên đây. Lui. Lui lại. Không tôi bắn. Đi mau chú ba. Bắn hắn đi. Mau lui lại. Ô Liệt, cứu đi pha. Đi. Mau đi. Đứng lại. Cầm nhúc kích, đứng yên đi.